Theo như mình thấy thì đa phần các mẫu iPhone chính hãng đều rất đáng mua trong mức giá của chúng vì Apple là hãng phân cấp sản phẩm cực kỳ kỹ dựa theo mức giá bán. Nên là thông thường các bạn bỏ tiền cao đến đâu thì các bạn sẽ có được những cái trải nghiệm tương xứng là cao hơn đến đó. Tuy nhiên khi mà thị trường đã có quá nhiều sản phẩm thì chắc chắn sẽ có ít thì nhiều những cái sự trùng lập giữa những sản phẩm đời mới và những mẫu máy đời cũ hơn. Vậy nên thì cách tốt nhất để mà biết được rằng là đâu là mẫu iPhone đáng mua đó chính là loại bỏ đi các mẫu iPhone không còn đáng mua nữa là xong. Và đây là tất cả các mẫu iPhone hiện còn đang được bán chính hãng và mức giá tương ứng của chúng. Và đầu tiên thì mình sẽ đi lần lượt các mẫu máy mà mình cho rằng là các bạn không nên mua nhé. Thứ nhất là iPhone 14, lý do là bởi mức giá của nó chênh lệch quá là nhiều so với cả iPhone 13, đắt hơn lên tới là hơn 3 triệu trong khi sự khác biệt là quá ít. Cầm hai chiếc máy này lên thì chắc cũng khó mà biết được rằng là đâu là iPhone 13 và đâu là iPhone 14 vì chúng cũng có hai cam đặt chéo là giống hệt nhau. Thứ hai là iPhone 14 Pro Max theo mình là cũng không còn đáng mua nữa vì mức giá của nó không lệch quá là nhiều so với cả iPhone 15 Pro Max. Mà quan trọng là iPhone 15 Pro Max nó giải quyết được những cái vấn đề khó chịu nhất ở trên iPhone 14 Pro Max đó là quá là nặng và khung viền bóng bám dấu vân tay nó khá là khó chịu và màu titanium mới nhìn nó đẹp và sang hơn thấy rõ. Tương tự với cả iPhone 14 Pro thì mức giá của nó cũng rẻ hơn có 300k so với cả iPhone 15 Pro thì đi mua iPhone 15 Pro đi cho rồi đúng không ạ? Có thể đây là chiến lược chim mồi của Apple để mà cho người dùng cảm giác hơi khi mà đi mua những sản phẩm đời mới hơn. Nhưng mà dù là gì đi nữa thì các bạn cũng đừng có đi mua iPhone 14 Pro chính hãng nữa nha. Mẫu iPhone tiếp theo mà mình không thích lắm đó là iPhone 12. Vì đây, viên màn hình của nó quá là dày ở năm 2024 này. Mà quan trọng là mức giá của nó cũng chẳng rẻ hơn iPhone 13 là bao. Mà nếu như các bạn nâng cấp lên phiên bản 128GB thì bằng luôn iPhone 13 rồi còn đâu. Cách để giá khá là buồn cười đúng không ạ? Còn iPhone 11 thì mình nghĩ rằng là cũng nên bỏ qua được rồi vì kiểu thiết kế bo bo và màn hình siêu dày nó đã quá lỗi thời ở năm 2024. Rồi, vậy thì đối với cả các mẫu máy còn lại, chúng đáng mua ở đâu và có những cái điểm gì thú vị? Tất cả các mẫu iPhone ở đây thì mình đang đều lấy mức giá tại OneWay. Hiện tại từ ngày 17 cho đến ngày 26 tháng 5, OneWay đang có chương trình siêu giải nhiệt. Ở đây sẽ có hơn 100 sản phẩm được giảm giá sâu, trong đó có các mẫu iPhone mà mình đang chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Ngoài ra thì nếu như các bạn tham gia chương trình thu cũ đổi mới thì còn được giảm thêm 2 triệu rưỡi nữa nhé. Thông tin chi tiết thì các bạn có thể bấm vào đường link mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn tham khảo kỹ hơn. Nói về iPhone 13 trước nhé, thì đây là sự lựa chọn có giá trị trên giá tiền là cực kỳ cao ở thời điểm hiện tại. Mức giá của nó thấp hẳn xuống trong danh sách các mẫu iPhone chính hãng còn lại, trong khi khác biệt về mặt trải nghiệm lại không hề bị thua thiệt quá là nhiều. Với mức giá trị vào khoảng là gần 13 triệu, các bạn vẫn sẽ có một thiết kế đẹp, cao cấp, khung viền nhôm, Nói chung thì cách hoàn thiện sản phẩm của Apple vẫn được giữ nguyên bao đời nay, nên là iPhone 13 nó vẫn được thừa hưởng hết những cái điểm mạnh này. Nhìn hình dáng của nó cũng chẳng khác gì mấy so với cả iPhone 14 vì nó cũng là mặt lưng dạng kính này, cũng là camera đặt chéo này, cũng có tai thỏ. Chất lượng hiển thị của màn hình là giống hệt nhau, đều là màn hình OLED, đều có kích thước là 6.1 inch và độ sáng là giống hệt nhau. Cấu hình thì với con chip A15 Bionic ở trên iPhone 15 nó vẫn rất là mạnh mẽ ở năm 2024 này và nó đáp ứng được mọi trải nghiệm cơ bản từ chụp hình cho đến lướt mạng xã hội thậm chí là lên iPhone 14 nó vẫn dùng lại con chip A15 Bionic này và chỉ up thêm một nhân pin mà thôi và trải nghiệm sử dụng thực tế thì gần như không có bất kể một sự khác biệt nào cả à, có một nhược điểm mà mọi người hay phàn nàn ở trên những dòng iPhone dòng thường đó là nó sẽ không có màn hình tần số quét cao 120Hz nhưng mà khi mức giá đã được giảm hạn xuống chỉ còn vào khoảng là gần 13 triệu thì có lẽ vấn đề này đã được xoa dịu đi rất là nhiều rồi đúng không ạ đến với chiếc máy thứ hai mà mình cho rằng là đáng mua đó là iPhone 14 Plus có mức giá vào khoảng là gần 19 triệu và đây là mẫu iPhone có kích thước màn hình lớn giá rẻ nhất ở thời điểm hiện tại Thực ra là cá nhân mình thích kiểu công nghệ mới nên là mình cũng không thích chiếc máy này lắm đâu Nhưng mà mình mới mua một chiếc iPhone 14 Plus cho mẹ Nên là mình nghĩ rằng là cũng có rất là nhiều anh em có nhu cầu này giống như mình Nói về iPhone 14 Plus thì đây là một chiếc máy dùng rất rất sướng và pin cực kỳ là trâu Nó chỉ không có những thứ mới mẻ của iPhone 15 Plus như kiểu là Dynamic Island, viền bo cong hay là viền màn hình mỏng hơn Thì bây giờ mua máy cho mẹ đưa iPhone 14 Plus và iPhone 15 Plus thì nó cũng như nhau à Nên là tội gì mà không đi mua chiếc iPhone 14 Plus để mà mức giá rẻ hơn lên đến là 3 triệu đúng không ạ Có lại thì bốn mẫu iPhone 15, iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max thì mình cũng đã có những cái video so sánh rất là kỹ ở trên kênh rồi Còn nếu như mà để xét về cái thứ tự đáng mua ấy Thực ra là không nên xét về thứ tự đáng mua đâu vì mỗi máy nó đã có mức giá khác nhau à, nhưng mà nếu như mà xét về cái giá trị của mỗi sản phẩm ấy thì mình thấy rằng là mẫu iPhone 15 là đáng mua nhất. Ngoài việc nó không có màn hình 120Hz thì mọi thứ đều đúng chất của một chiếc flagship thực sự, trong khi các bạn lại không cần phải chi quá là nhiều tiền. Mình cũng thích cái kích thước 6.1 inch rất là nhỏ gọn của chiếc máy này mà năm nay nó lại còn được làm bo cong các viền nữa nên là cầm nắm nó lại càng gọn và càng thích thậm chí là mình còn thích cái kiểu hoàn thiện sần sần của nhôm hơn là cái kiểu hơi bóng của titanium nhôm thì nó cũng sẽ kém bền hơn một chút thôi nhưng mà nếu như các bạn không làm rơi như mình ấy thì cũng chẳng có vấn đề gì cả camera ở trên iphone 15 nó cũng sẽ có đầy đủ những công nghệ quan trọng ví dụ như là auto portrait hay là zoom 2x để mà chụp ảnh nghệ hơn và đối với cá nhân mình thì trải nghiệm chụp ảnh giữa iphone 15 và iphone 15 pro là không quá khác nhau mà nếu như mà đã chụp quen 2x rồi thì có khi bạn lại còn thích hơn cũng nên Tiếp theo thì mình sẽ muốn đi mua chiếc iPhone 15 Pro Max thứ nhì trong lineup iPhone 15 series năm nay. Hiện tại thì mình cũng đang sử dụng iPhone 15 Pro Max là máy chính. Nó lớn nhưng mà không hề nặng và đây là điểm ăn tiền nha. Và đối với cả nhiều người thì có lẽ đây là điểm quá là đủ để mà nâng cấp lên một chiếc Pro Max mới. Có những trải nghiệm mà mình cho rằng là Pro Max thực sự ấy, đó là cam telezoom zoom quang 5x, chụp xóa phông cực kỳ là đẹp. Hay là màn hình Always On Display toàn màn hình và vì màn hình mỏng dính lại càng tô nên vẻ đẹp cho chiếc máy này hai chiếc máy còn lại thì mình sẽ xếp ngang nhau với mức độ đáng mua vì được ra đến mức giá của chúng cũng không chênh lệch nhau quá là nhiều vậy nên thì tùy vào nhu cầu của các bạn mà chọn một chiếc máy phù hợp nếu như các bạn muốn kích thước màn hình lớn thì có thể là đi mua iPhone 15 Plus còn nếu như mà muốn máy nhỏ gọn hơn mà vẫn có được những tính năng Pro thì đi mua iPhone 15 Pro rồi và đó là những mẫu iPhone chính hãng mà mình cho rằng là đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại ngoài ra đây cũng sẽ có một vài những mẫu iPhone mà mình cho rằng là cái giá trị của nó đã không còn quá cao như ở thời điểm ban đầu mà nó ra mắt nữa rồi thì các bạn nên lưu ý nhé và hy vọng rằng các bạn sẽ cảm thấy yêu thích video này và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem đến giờ phút này của video còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.